đây là 25, ủ đây là 50, ủ đây là 100, ủ xanh cái là 220. Dạ tùy nó ra chứ. Thực chứ giờ thời gian của con là lo của con chứ giờ không làm được thôi. Mấy hôm nay anh bán đồ không? Bình thường anh nhờ bạn hàng lấy cái bạn nghĩ cũng lấy khoảng cỡ tầm qua đây mình đây mình lấy rất chậm lắm. À qua đây mình mới bán mạnh ha. Mày học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 5 rồi. Có phụ ba bán không? Nó bán chính mà. Chặt quý rồi quý giờ nó bán mà. Dạ, hai cha con bán. Mê đi mình lấy ở đâu vậy anh? À lấy từ Xuân Hòa. À mê ở Xuân Hòa. À. Mê đi làm rim ngon. Mày về mua lọc. À, anh không lọc giùm nè. Lọc lấy đi như vậy lấy. Thì biết vậy chứ phải mấy ngày nữa chứ giờ nó đang bận rộn lọc không được cô. Ở hàng sản ở đây cũng có ngon này cô. À. Hàng sản ở đây cũng ngon lắm. Nó mua dịch của em đỡ lâu con ở đi đường rồi nên nó ngon. Dạ. Yeah. Dạ dạ. Cái bộ lột 15.000 cái. Dạ. Bây giờ chỗ nào lột đấy thì con cũng rõ nữa cho tụi con lột không tới giá đấy đâu. Nhưng mà giờ tụi con hết công chuyện bên bọc rồi. Dạ, mấy ngày nữa là chỉ giờ lọc không được. Anh có mấy cháu anh? Hai đứa. Đây là đứa lớn hả? Đây là đứa nhỏ. Đứa lớn là con chị. Đi học lớp mấy đâu anh? Đi học lớp 9 rồi. Không, con 4 tuổi rồi. Còn con học lớp mấy? Con học lớp 5. Lớp 5. Chị học lớp 9 rồi. Ý là ngồi anh bán những cái mặt hàng Tết này, anh có làm công việc gì khác không? Công việc hả? Thường hàng ngày thì đi làm công trình. Mà trong vòng từ tới nay là công trình nó ít quá. Tình hình kinh tế khó khăn là nhà phụ làm. Đây là mua đây là có mê là chính. Dạ. Mê, đa phần là mê. À. Mê. Một số món đã phục vụ ăn Tết. Hành, tỏi, kiệu, nhiều món. Và những cái đây là nhà mình làm hết luôn anh bố? À, đa phần là mình làm. À, mắm, mắm cây cơm. Mắm cây cơm. Mắm nhỉ nhà mình luôn. Tự làm luôn. À, cà pháo luôn này, cà pháo à. Đây là những mặt hàng sử dụng trong ngày Tết mà anh Bóng đang trưng bày bán ở đây. Cái này cái gì à? Tiêu. Tiêu à? À, mắm. Tiêu ngâm chua ngọt chắc chắn không? Đây tiêu. Ớt. Tiêu. Rồi cà pháo luôn. Như cà pháo như một củ là bao nhiêu? 20 chú. Còn đây là củ kiểu. Ủa mình làm thịt rộng mắm luôn nha anh bố. Rồi rồi mình làm luôn. Đây là tất cả các mặt hàng Tết. Ở đây thì bán rất là đầy đủ. Như ở gian hàng ở đây thì tổng cộng là bao nhiêu món vậy anh bố? Chắc cũng tầm 10 món, hơn 10 món vậy. 10 món.
Dạ. Bà con mình nếu mà đi ngang cầu sông Chùa thì ghé anh Bốn ủng hộ nha. Dạ, thì cái lượng khách mua cá còn chưa dài chưa. Thì nói chung là thời điểm bây giờ là đa phần là bác sĩ cho người ta trưng bày người ta bán. Chứ còn nếu mà bán lý cái mạnh là cũng phải tầm rầm trở lên này, thế này là bán lý chưa có mạnh đâu. Giờ là chủ yếu là bác sĩ cho người ta. Giờ là bác sĩ. Còn nếu mà bán lẻ thì cũng chắc cũng khoảng rầm trở lên đúng không? Đúng rồi. Như thường thì khách mua cái mặt hàng nào mà chạy nhất đâu anh Bố? Nói chung là giờ cái nhu cầu người ta mua là cái này kèm cho cái kia. Ví dụ như giờ người ta muốn ăn thịt là người ta kèm theo vô món hay là kèm theo kiểu vậy. Còn người ta muốn thích mắm là kèm theo kiểu pháo. Đó là nhu cầu người ta vậy. Cái này hình như tất cả là đều anh làm hết luôn. Tự làm. Có khách mua. Dạ. Đúng rồi. Có mua gì con? Mua mì gà trái đó. Dạ. Dịt. Lấy cái gì ra? Sao? Bữa nay nó đi phố trở dạ. Năm nay dày là ngon rồi, chứ giờ lớn rồi nó dốc hết rồi. Đừng có đòi lớn nữa. Giờ lớn rồi, 10 trái nó dốc hết 4 trái rồi. Thời gian mình bán trong ngày là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh? Tầm 5 giờ, tới 11 giờ. Còn có bữa là thức luôn, đêm luôn, tùy bữa. Bây giờ anh Bốn sẽ chia sẻ giá cả cho cả nhà mình biết nha. Cái dưa món 35.000 thủ ha. Dưa món này 35.000. Rồi, cái mắm này là 90.000 chai. Chai là tương đương 1 lít. Cái kè này là 20.000 thủ. Tiêu 20.000. Mắm 20.000 luôn. Rượu 70. Như mấy cái hũ này là nửa ký phải không anh? Hũ này người ta gọi là hũ 1 ký. Hũ 1 ký. Thực chất của nó là tầm nửa ký hơn rồi. Hơn nửa ký. Thì trong mắm 180.000 thủ. 180 là trong đây có đụng ký không? Nếu mà thịt sống là hơn 1 ký. Sống rồi 1 ký. Rồi trong khi luộc lại là 1 ký này luộc lại là tầm 7 lạng thôi. Chứ không có thể là 1 ký là luộc còn 1 ký được. Nhưng bây giờ thì nó thấm mắm vô lại là hơn 1 ký á. Là nó thấm mắm bắt đầu mắm vô là nó teo lại rồi thời gian nó sẽ nở ra ha. Vậy. Dạ. Còn cái đây là gì anh? Cái này nè. Cải. Đây là cải chua ha. Cải chua. Cà chua là bán bao nhiêu? 30.000 hũ. Tầm đất là hũ lớn ở đây là 220. Hũ nhỏ 120. Hũ 70. 70, 35. Cái món bé độc lớn nhỏ 35. Bữa giờ thì hành 30, 60. Khách hàng đặt nhiều không? Nói chung là cũng nhiều rồi. Vợ chồng làm cũng hơi bị cháu giới. Thường mặt hàng đây là bán khoảng tới ngày bao nhiêu là được tỷ? Giờ nói thiệt chứ mà cũng làm chuẩn bị nhân liệu chứ mà thường là tầm 28-29 là hết rồi. Như khách mua ở Sài Gòn mua thì anh có bán không? Có. Cái này cái lô này cũng chưa đóng đi vô trống này. Ý là người ta đặt một số này với một số thầu kia. Rồi đây là cũng chúng mà đi. Ý là họ đặt hàng anh bằng hình thức nào? Gọi điện thoại hay là tới đây đặt? Bên trong đây này người ta cũng có qua đây người ta tham quan rồi. Rồi người ta lấy số điện thoại. Bắt đầu lên Zalo người ta theo cái mẫu của người ta, theo sở thích của người ta. Dạ. Cũng nhân đây anh Bốn chia sẻ số điện thoại đi, nếu mà khách hàng họ có nhu cầu mua thì họ sẽ mua hàng. Số điện thoại của mình là 0907 43 5587. Giờ là trong đây là cái hũ này là 25.000 một hũ. 50.000. Đứng bằng phía giờ là chờ mấy chút. 50.000. Tí nhớ hết nè. Tí rồi đúng không? Đây là con trai anh Bốn luôn hả? Rồi, trai.
Bán rành giá vậy? Rành giá quá. Mấy hũ đây là 220. Như hũ lớn này là bao nhiêu anh Bố? Hũ đây nó phải trên 500. 500 nghìn? Đó, đó là tính ký. 1 ký 90 ngàn. Cứ lên cân là bao nhiêu ký là cứ tính tiền. Rồi tối là mình ngủ ở đây luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Bao nhiêu tài sản ở đây hết? Anh Bốn bán ở đây cũng mấy năm rồi mà. Nếu mà tính ra là từ 2020, Tết 2020 là Tết đây nữa là 4 năm. 4 năm. Lúc trước là bán bên kia đường. Nếu mà tính ra bán là trên 10 năm rồi. Trước bán bên kia đường. Trước là bán phía trước. Giờ nó la về cầu là bên đó là không thở. Chỗ đây chứ, con thấy chỗ đây mát hơn mà. Chỗ đây mát hơn. Nhưng mà những mặt hàng Tết này anh chủ yếu anh bán 3 cái tháng cuối năm thôi chứ đâu có bán quanh năm được phải không anh? Những cái hàng chua ngọt thì là bán quanh năm. Còn mấy cái mà nó có theo mùa nó có, chẳng hạn như mi rồi đây là nó chỉ có cái mùa này là nó có thôi. Bán quanh năm là anh bán vị trí ở đây luôn hay anh bán ở nhà? Bán vị trí đây luôn. Bán đây luôn. Ủa mới thấy mấy chạy ghế gì mua đây mà ở đây rồi. Ngắm